Nano Virus, tớ sẽ làm nhanh Anh Trai Say Hi để đến hôm nay là chung kết luôn rồi, cho nên là tớ muốn làm nhanh để cho hết phát là tớ cũng xong reaction luôn, mọi người cũng đỡ phải chờ để tớ mất mạch trong tớ làm một mạch những cái chương trình khác luôn. Thì trước khi đến phần reaction này thì có vài thứ tớ phải nói trước. Đầu tiên nó là cái thông tin ở tập trước nữa về chuyện mà tớ có cảm giác là Đức Phúc là khao khát center nhảy các thứ. Thì như các bạn feedback cộng với là chính Phúc là nhắn tin cho tớ luôn. Ú anh ơi này, anh ơi kia. Nhưng mà như này, tớ giải thích như này. Trong tất cả những người tham gia Anh Trai Say Hi thì ngoài Jason ra thì Phúc chính là người đã làm việc với tớ, đã hát nhạc của tớ, bài viết thì tớ rất là quý và thương Phúc. Phần tớ nói thế nào nó sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của cảm tình cảm của tớ với Phúc. Nhưng cái phần reaction của tớ nó sẽ là cảm giác, sự nhập tâm và sự cảm giác cũng như là cái cảm xúc của một số khán giả xem. Cái điều tớ muốn show cho các bạn, cho Đức Phúc cũng như fan của Đức Phúc, đó là cái cảm giác đó nó được xây dựng thông qua cái quá trình diễn ra chương trình và những gì thấy được, để cho tất cả mọi người, các em mình rút kinh nghiệm thôi. Chứ tớ với Đức Phúc thì không có thay đổi gì về mặt tình cảm đâu. Người ta tớ quý nó hơn chẳng hết à. Vì nó là người rất thông minh, rất giỏi nữa. Tớ Phúc thì là đặc biệt hơn rất nhiều so với những ca sĩ khác, là bọn tớ đã còn từng đi du lịch với nhau, từng mua chung những cái thứ này thứ kia nữa rồi, cho nên là nó không đơn giản dừng lại chỗ anh em cơ bản nữa, cho nên là mọi người yên tâm. Còn nhắc cho các bạn fan của Đức Phúc, đó là một lần nữa reaction nó là cảm xúc cá nhân, nó vẫn phải dựa trên cảm xúc thật, những cái gì xem được. Và mọi người có thể thấy sẽ có những người đồng tình và có những người không đồng tình, nhưng điều đó giúp cho tất cả chúng ta đều nhìn ra một góc khía cạnh thông qua chương trình và chúng ta cần phải làm gì khi gặp trường hợp tương tự tiếp theo. Chỉ như vậy thôi ạ. Chúng ta đến ngay với Anh Trai Say Hi tập 12. Tớ sẽ muốn làm nhanh nhất có thể, cho nên các bạn đừng quên bỏ một like, comment và chia sẻ video. Tất cả comment tớ đều đọc, còn tất cả những cái công sức mọi người bỏ ra đều là động lực cho tớ làm tiếp nha. Cảm ơn mọi người. Ok. VIP của các anh trai xin được phỏng vấn một cái bộ trang phục khá là ấn tượng Eric. Mà thì tất cả là mọi người 8 màn solo chung kết 1. Thấy bộ đồ của em hôm nay như này rồi thì nó đã có trả Wow. lời rồi ạ. Mở đầu này hơi bí ẩn em ơi. Lát ta diễn cho coi kiểu vậy đó. Thầy ơi, học sinh phạt bé này, học sinh cá biệt tối. Em đi đâu vậy em? Dạ xin lỗi anh, em yếu nghề. Về chỗ đi, cảm ơn học sinh. Dạ cảm ơn ạ. Tiếp theo là tôi xin được hỏi hỏi em luôn ạ. Ê, trời ơi. Em đã chuẩn bị gì cho vòng thi solo này? Em đã đóng rất là nhiều vai qua những cái live stage vừa rồi. Ok, để nhanh tớ đến ngay đến cái phần biểu diễn luôn nhé mọi người nhé. Tớ nghĩ là chúng ta sẽ đến phần biểu diễn luôn. Rider diễn đầu à? Wow. Đã được thể hiện bản thân mình rất nhiều, và đặc biệt hơn nữa là nên là em muốn được trở về nhà, và đây chính là ngôi nhà của em, sân khấu chính là ngôi nhà của em, và Wow, khán giả chính là gia đình có drum có trống này, hai bộ liền à? Hai bộ, really? Chấm jazz và chấm hai bộ đàn biết nữa. Vậy nhà em nhiều thành viên quá. Là cả dòng họ em đấy ạ. Vậy bà có cô bác nhớ ủng hộ cho Rider nhá. Quang anh để tóc đẹp nha. Quang anh để tóc đẹp này. Thưa quý vị, đêm nay các thí sinh sẽ thi đấu và trình diễn. Quý vị khán giả tại nhà sẽ là những người bình chọn cho họ thông qua mã số bình chọn. Và tất cả những kết quả sẽ được quyết định bởi khán giả truyền hình của cả nước. Hy vọng quý vị sẽ bình chọn cho Rider. Rider thì với đầu tiên mã số 12. Ok. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến Solo Rider ở đây. Đây, cái ngày này tôi đã chờ rất là lâu rồi. Tại vì cậu ấy dừng hay nhường sân chơi cho mọi người quá, mà chưa thấy cậu ấy solo cả. Với bài thi solo lên đầu em ơi. Tiên của Rider. Rider, anh ơi, let's go. Yeah, được chương trình thì Rider có nói một câu đấy là anh trai Rider say hi. Trong suốt một quá trình vừa qua thì mình đã được thể hiện bản thân mình rất nhiều, và đặc biệt hơn nữa là mình được mọi người công nhận nhiều hơn. Có những thời điểm mà mình viết nhạc gần như là không ai nghe cả, thì để đến được với ngày hôm nay và để cho được tất cả mọi người trong nghề, khán giả cảm nhận được âm nhạc của mình và ủng hộ âm nhạc của mình, đấy là cái thứ mà mình nhận được ở anh trai say hi, và mình rất là biết ơn về điều đấy. Nói lên với cái quá trình mà mình tham gia Anh Trai Say Hi, nếu như rap Việt là nơi
mà để cho Rider tái sinh, thì mình nghĩ anh trai C2 là nơi để cho Rider trở về đúng với vị trí của Rider đang cần có. Chúc mừng Rider. Mình cũng không nghĩ đến là mình sẽ vào chung kết đâu. Nên là lần này mình cũng rất là muốn là tạo ra một cái gì mới mẻ cho cái phần trình diễn của mình. Và nó sẽ có thể gây được ấn tượng đối với khán giả. Mình sẽ chiều mọi người, sẽ không chơi trống nữa. Rider sẽ làm nhạc tại trên sân khấu luôn. Là một thứ rất là đặc biệt, ở Việt Nam rất là ít người làm. Đấy là chơi looping. Đánh ra cái đế mình sẽ thu âm lại, xong rồi sẽ sang nhạc cụ khác, nó cứ loop đi loop lại và nó tạo ra một con beat hoàn chỉnh. Sau đấy mình mới bắt đầu thể hiện cái bài hát của mình. Được, looping là chúng ta thấy... Những vòng trước mọi người thấy mình sẽ hay kể chuyện. Thấy rồi, gần đây thì looping phát triển. Là nhiều, như vòng này mình gần như là mình sẽ cảm thán nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn. Khi mà mình viết cái bài hát này, mình đã đặt bản thân mình vào với tất cả những góc nhìn khác. Để làm sao mình, khi mà tất cả mọi người nghe vào, mọi người đều cảm thấy là mọi người ở trong đấy. Mình đã muốn đưa ra cái nỗi lòng của mình với người con gái đấy, lừa dối chàng trai này. Chàng trai biết tất cả mọi chuyện nhưng mà chàng trai không nói với cô gái, mà chỉ âm thầm quan sát thôi. Khi mọi người nghe bài của mình, bắt đầu thì mọi người lắc đầu. Anh Tua bảo là không được, nghe này không được thôi. Mình hỏi là sao thế, bảo là Rider phải né cái tập của anh ra ngay. Mình biết là vòng chung kết này anh trai nào cũng rất là tâm huyết, ai cũng đầu tư rất là nhiều về tất tần tật mọi thứ. Với bản thân mình thì mình lại chọn hướng đi khác, mình muốn đưa những cái gì nó cảm xúc nhất mang đến cho mọi người thấy. Tối nay mình sẽ cho mọi người thấy được âm nhạc của Rider sẽ như thế nào và Rider có thể được làm những gì nhá. Ok, cố lên em ơi. Cố lên, Quang anh. Cố lên. Cố lên nào, let's go. Anh biết rồi, I got it. Wow. Bum, 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 bum. Wow. Một chút percussion. Một chút keyboard. Trời, đẹp quá, đẹp quá. Rất nhiều các cái âm thanh được thêm vào. Chẳng đâu vào đâu, yeah. Từng cuộc gọi nhớ và dòng tin nhắn thôi chắc là xem sao. Còn tim lý trí đang bất chấp hơn tôi rồi chen nhau. Một sự thân mà anh biết ở nơi em. Chẳng còn cảm xúc gì về anh. I'm so sorry girl, vì mình chẳng còn gì để kỳ vọng nữa đâu. Sắc tô tình yêu giờ đây cũng đã hoa màu, yeah. Anh cố chấp cứ đứng đầu. Chẳng còn là gì qua nhau. Anh cho một những cảm xúc giam giữ cùng với nơi sâu. Điều gì làm chúng ta như này, cách xa như vậy, nên đâu nơi này. Đồng nhiên phần nào còn thấp khi em nói là buông. Mình anh ở đây gấp nhắm hết nỗi buồn. Từ giờ đừng nhắc anh làm gì, kiếm anh làm gì, nhớ nhung làm gì. Và phút rốc ra. Và tâm hồn của nỗi đau. Hành vi của em là lát sâu. À lát sâu. Đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng Vietinbank.
Wow, tiện lợi không anh? Tiện lợi, rất tiện lợi, nhưng mà nó không đủ lúc. Bảo cho em tiện cái. Wow. Ê, nổi ra nổi được à? Wow. Wow, sân khấu đẹp quá. Oh my god. Xin một tràng tay nồng nhiệt cho phần trình diễn của Ryder. Ai à, tớ có vẻ như là tớ thích Ryder qua anh quá, lâm ra là tớ kỳ vọng cái gì đó nó cao hơn đấy. Có một vài thứ về cơ bản có những cái thế mạnh chúng ta nhìn thấy ngay đầu tiên, đó là cái phần performance nó đã show hết cái khả năng của Ryder làm nhạc này, sáng tác này, thậm chí là ghép thêm những cái từ ngữ, sử dụng ngoại ngữ để thêm một cái hook khá là ấn tượng này. Ngoài ra thì chúng ta thấy một mặt nữa, đó là Ryder nhảy cũng rất đẹp ấy chứ, đâu đến nỗi đâu, rất ok. Có một điều đó là cậu bắt cái range note bị cao à. Các bạn có thể thấy là phần vocal ở cái vòng này, ở đúng cái bài này, sao nhỉ, những cái bài như kiểu chân thành các thứ mà khi mà có Ryder vào nghe nó rất là chim mưng, nhưng đến cái phần này, cái range note là bài này tớ lại không đánh giá quá cao. Thì là tớ lo cho Quang Anh là các bạn nghe kỹ lại, các bạn cũng nghe lại nữa, thì cái note mà được sử dụng nhiều nhất thì nó đã làm khung hình như hơi cao cho Ryder, giọng hát hơi bị với. Và thực sự là kiểu mixing này làm tôi cảm thấy là thật ra mà nói, nếu mà công tâm thì vocal của Ryder không được đánh giá cao lắm. Nếu mà đây là phần chung kết nha, thì có vẻ nó không phải là thứ quá mạnh mẽ, tớ nghĩ là phải cần phải mạnh mẽ hơn mới đỡ được những anh trai còn lại. Không biết là mọi người ở nhà thế nào, theo tớ đánh giá là nó chưa phải là cái tớ expect lắm từ Ryder. Tớ nghĩ là cần thêm thời gian hoặc là chọn lại hoặc có một cái chiến thuật gì khác. Nó hơi nhiều thứ quá, không biết là tớ cứ tưởng là Ryder sẽ ngồi bánh trống luôn. Và là không bánh trống, là chỉ là làm looping thôi. Thì looping cũng là một ý tưởng khá là tốt trong phần intro. Nhưng mà bù lại thì nó lại không hợp lý lắm. Bằng việc đó là vừa looping, vừa nhảy, vừa sáng tác, vừa hát. Giả định nếu các bạn looping mà các bạn có phần solo instrument, tức là gọi là nhạc cụ riêng thì tôi không nói, nhưng mà nó được trải đều, khá là đều. Và khi cái gì nó cũng có thế này, nó lại không, chúng ta đã không nhìn thấy được một cái thế mạnh riêng của Ryder. Và cũng phải công tâm mà nói thì thật ra chọn cái hai nốt này nó hơi cao quá, và vocal của Quang Anh hơi thiệt. Wow. Rất giỏi trong phần looping thì không nói rồi. Cái hòa thanh này, bài này thực ra là âm nhạc Ryder chúng ta thấy là nó cũng khá là dễ vào. Nhưng mà thực ra bài này không là bài này, một trong những bài mà tôi đã không đánh giá cao nhất của Ryder chung kết. Những bài trước chân thành rất là quá hay. Tiếc cơ, để nghe lại em. Thank you.
Phần looping này tôi nói lại luôn, nó là chắc là Rider đánh sơ sơ một số thứ thôi. Thành một số cái chúng ta chưa thấy Rider đánh là vẫn có tiếng rồi. Kiểu nền swing cái thứ đạm ấy mọi người. Này đang thu trước mà. Cái tôn giọng của Rider khá hay, nhưng mà tiếc một cái đó là nếu mà dùng ngay đoạn đầu như này thì nó sẽ không phát triển lên được. Chúng ta chỉ có sự lựa chọn là xuống hoặc lên một ít thôi. Lòng người phần nào còn thất khi em nói là buồn, mình anh ở đây gấp nhắm hết nỗi buồn. Từ giờ đừng nhắc anh làm gì, kiếm anh làm gì, nhớ nhung làm gì. Lạc vào tuần hoàn của nỗi đau, hành vi của em là lát sâu. Vậy là bạn này start với hook trước, điệp khúc trước. Và vào intro bắt đầu bạn này xuống này. Đẹp trai ha, tóc phải hợp quá. Tôi nghĩ là Quang Anh với cả dạng như kiểu em họ là Minh Su với hai đứa chơi thân với nhau thì còn quá trẻ, còn rất nhiều đất diễn. Tôi nghĩ là đời chúng tôi làm vẫn trở thành một superstar đó. Yeah. Còn nhớ vài dòng tin nhắn thôi chắc là xem sao. Còn tim lý trí đang bất chấp hơn tôi rồi chen nhau. Một sự thân mà anh biết ở nơi em. Câu này hay là ở nơi em. Có vẻ là vì cậu ấy giỏi quá, đâm là lần nào chúng ta cũng có kỳ vọng cao á. Đâm là cậu ấy giỏi quá. Câu này. Anh biết ở nơi em. Chẳng còn cảm xúc gì về anh. I'm so sorry, girl. Vì mình chẳng còn gì để kỳ vọng nữa đâu. Sắc tố tình yêu giờ đây cũng đã úa màu. Sắc tố tình yêu giờ đây cũng đã úa màu. Ôi hay quá. Anh cố chấp cứ đứng đầu. Giờ thì mình chẳng còn là gì của nhau. Anh cho một những cảm xúc giam giữ cùng với nơi sâu. Điều gì nào chúng ta như thế? Cách xa như thế? Nên nào nơi này? Đâu như phần nào còn thật khi em nói là buồn. Mặc dù để những tiểu tiết nhỏ như vậy, nó là vẫn phải cảm phục sân khấu của VChannel đất Việt. VAC làm một chương trình của sân khấu rất ưng nhé, rất cực kỳ chim ưng luôn. Đẹp quá sân khấu. Tớ nghĩ là không phải là ai làm nghệ thuật cũng muốn đứng trên sân khấu là một lần. Thực sự là cái sân khấu, mọi sân khấu và những tiết mục chương trình như này là đứng trên là cảm xúc cũng khác lắm. Nói vui, tớ mà còn trẻ trẻ khéo, tớ cũng hy vọng ước mơ một ngày nào đó được tập luyện để tham gia đấy. Tớ dừ quá rồi. Thế đấy, cái đoạn này làm ơn là đèn chiếu center vào cho Rider, và chiếu Rider làm tôi chiếu bạn violin này ít xíu cho tôi gái. Thề luôn ý, anh edit anh camera là mê bạn kéo sao ý. Những đoạn tăng 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 muốn xem động tác nó khớp thì toàn chiếu kiểu cảnh xa thành toàn không à. Thề. We'll be right back.
thề tức thật đấy, thiệt ra được nghe sau đi mọi người cảm xúc của tớ nhá, tức thật không phải là tớ không có vấn đề gì việc ghét bỏ một cái bạn nhạc công solo như này đâu, nhưng mà làm ơn là cái quan trọng nhất là bởi vì có vote người ở nhà xem phần solo nhảy khác quan trọng thì cứ tức ghê. Toàn chung đâu cũng cận đâu. Wow, thế tốt quá. Quả đèn sân khấu đẹp nhỉ, quả led ở dưới màu đỏ đẹp thật. Đẹp quá nhưng mà tức thật đấy. Thiệt cho con anh quá. Hay như thế này mà cứ chiêu cái quả kéo violin không, nhiều quá ấy mọi người. Mất hết cái đoạn từng cramping không biết là phải quất vào. Focus vào nó mới ra được. Oh my god. Hay quá rồi. Chúc mừng Rider. Như tôi đã nói những cái hạn chế, những cái chúng ta thấy được mà cảm xúc của tớ về phần production. Người thứ hai, Quân EP. Ok, let's go. Ngoài về Quân sẽ solo piano hả? Có một cái piano. Chúng ta có nghệ sĩ múa trong chương trình, biên đạo vũ đoàn Minisicker Davis Machine. Cảm ơn Đức Anh. Có thể là một bài ballad. Có những lúc anh đã sai, nhưng mà từ lúc mà hai đứa mình xa nhau bây giờ, chưa bao giờ anh thấy cuộc sống này vô nghĩa cả. Vì anh luôn có mục tiêu là phải để giải được những bài toán mà em để lại. Bài toán mà em để lại. Sao em không nói ra thành câu? Để ký ức kia đã mất chìm. Là lúc anh đang cười thật tươi cho em đến. Hà dưới nơi anh chẳng ta hẹn nhau. Nụ cười tươi trên môi nhiều xót xa. Và như thế còn anh đứng mà bà la biết rất thông minh hay quá. Vì sao trên cao sáng soi lòng anh đợi em trong những nỗi nhớ em viết những câu tình yêu trên phim đàn gửi trao tình anh vẫn mãi đông đầy ở một nơi mà anh chẳng có. Tình tứ quá. Sao em không nói ra thành câu để những giấc mơ khép lại ở một góc ban công nhìn vườn hoa chờ em tươi. Lặng lẽ anh vẫn cô đơn mà thôi, dặn lòng anh quên đi hình bóng em.
chọn như thế. Sự thật anh vẫn luôn nhìn em đi qua những con đường rất xa. Rất thông minh nhỉ. Này em yêu ai có biết anh vẫn luôn âm thầm hạnh phúc cho chính em. Vì em là một tươi nước khô cằn, là bình yên anh mang trong màu mắt em. Đẹp quá. Wow. Anh muốn biết em thấy thế nào. Gửi vào cơn gió là những câu chào. Thôi nhẹ lạc bước lên, vì anh cũng đã cô đơn người ơi. Và em có thấy ngôi sao lẻ loi một mình cô đơn giữa đêm. Ở những đêm tháng anh vẫn đang gửi ở lời tình em. Nhớ nụ cười lúc đó em mang, dù là nắng mưa hay phong ba, là em anh vẫn chờ, anh vẫn chờ một bình minh không xé đôi hạnh phúc. Một lần được ôm em trong nụ cười đẹp nhất thế gian, để một lần nữa thôi em, dù lần sau cuối anh được nhìn nụ cười của em. Wow. Chết rồi á? Ồ. Ồ. Ồ nổi da gà trên nha. À. Ồ chết rồi hả? Nổi da gà đây nè. Wow, tớ cũng giật mình luôn á. Bên đây là cô gái mơ. Mơ is the dream. Ồ nổi da gà hết. Đúng là nổi da gà thật. Ai à. Chết rồi. Wow. Xúc quá, hay quá. Rồi nổi da gà hết luôn ơi. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho phần trình diễn của Quân AP. Wow. Wow. Ê, cái ý tưởng hay thật sự, cái ý tưởng chưa nói về bài hát, cái thứ nhất tôi nói về ý tưởng hay quá. Cuối cùng là đúng là xem đến gần cuối tớ cũng giật mình, nhờ các anh nói tớ đang tập trung vào bài hát quá. Nhưng mà lúc mà mất anh này chết rồi, cái kịch bản nó cũng nổi hết cái da gà. Tớ nghĩ là tròn trịa, đẹp đẽ, quá đẹp, nó như một cái MV thật sự luôn. Quá đẹp, không cần phải quá là trưng trổ nhưng mà phải nói là hay. Khác với những cái bài cơ bản của Quân AP chúng ta nghe, bạn ấy sử dụng tâm tôn trầm là nhiều, giọng bạn ấy ấm hơn. Thì dòng này, vòng này bạn ấy dùng gió rất là nhiều. Đoạn điệp khúc, đoạn mở đầu cũng có nữa. Đâm ra là chúng ta thấy được là một cái mặt khác của Quân AP ra đây. Hát cũng tiến bộ rất là nhiều rồi, hát cũng rất là tốt nữa. Nghe lại là có một chút, một xíu xíu đoạn phát triển, đoạn đầu mở đầu phát triển, nó thấy nó hơi cấn cấn thôi. Còn lại thì ổn, còn lại rất ổn. Chúng ta cùng nghe lại nào. Nơi anh chẳng ta hẹn nhau. Bài hay em ạ, viết rất thông minh. Nhưng mà hơi tham đang phát triển. Cố gắng tìm cái gì đó mới để đảo nốt tiếp nhưng mà hơi có tham. Lúc, anh đã sai. Chỉnh cái đoạn điệp khúc vào đó phát triển. Lúc mà phải hai đứa mình xa nhau bây giờ. Chưa bao giờ anh thấy cuộc sống này vô nghĩa cả. Vì anh luôn có mục tiêu là phải để giải được những bài toán mà em để lại. Giải bài toán mà em để lại. Đâm ra là chưa hiểu đoạn đấy. Sao em không hóa ra là anh mất thành công. Anh đang cười thật tươi cho em đến.
nơi anh chẳng ta hẹn nhau, nụ cười tươi trên môi nhiều xót xa và như thế chỉ còn anh đứng đây. Vì sao trên cao sáng soi lòng anh đợi em chẳng những nỗi nhớ em viết. Phần lớn dùng giọng gió khá nhiều. Cứ mỗi sáng anh lại nhớ em. Anh muốn biết em thấy thế nào. Gửi vào cơn gió là những câu chào. Thôi nhẹ làn tóc em, vì anh cũng đã cô đơn người ơi. Và em có thấy ngôi sao lẻ loi một mình. Bạn múa rất ok nhé, bạn múa bạn ấy cực kỳ giỏi, truyền tải cảm xúc rất là phối hợp luôn, múa quá ok. Đây rồi, lúc này tớ bị sạn đoạn này, có bà Thanh ở cái piano đoạn này làm sao? Cái gì đấy mọi người nghe thấy không? Trời ơi, bê đan nhòe, tè cái đít thế này. Ê, cái gì đấy? Wow, sắc quá, sắc quá. Sao em không nói ra thành câu để những giấc mơ khép lại ở một góc ban công nhìn vườn hoa chờ em tươi. Lặng lẽ anh vẫn cô đơn mà thôi, dặn lòng anh quên đi hình bóng em nhưng chẳng như thế. Sự thật anh vẫn luôn nhìn em đi qua những con đường xa. Mọi nghe thấy không? Thứ nhất là Quân dùng giọng gió khá là nhiều. Thứ hai đó là bài này mix theo kiểu mid và treble cũng khá là nhiều nữa. Đâm ra là chờ trống vào chúng ta thì mới đã. Cái phần trầm nó bù lại cái tai của chúng ta được. Chúng ta thiếu tần số đấy mà. Đấy, là qua những con đường đã luôn. Này em yêu ai có biết anh phá lên âm thầm hạnh phúc cho chính em. Wow, đoạn giường hay hết rồi. Anh muốn biết em thấy thế nào. Gửi vào cơn gió là những câu chào. Thôi nhẹ là tóc em, vì anh cũng đã cô đơn. Đây, cái đoạn đảo nốt này làm tớ hơi cấn nhẹ. Tớ không biết là sao bơ đầu tớ lại nghe rất vàng. Bơ hai nó gặp ở trường hợp là tớ chưa nghe kỹ đâu. Em thấy thế nào. Gửi vào cơn gió là những câu chào. Thôi nhẹ là tóc em. Thôi nhẹ là có lẽ là sẽ dùng hai cái hòa thanh mà nó sẽ trùng nốt à? Trùng khung à? Anh muốn biết em thấy thế nào. Gửi vào cơn gió là những câu chào. Đấy, chào thì sau đó thường nó sẽ là hoặc xuống tơ 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 hoặc là hai nó lên. Nhưng mà vẫn dùng ở đoạn đấy, tớ sẽ hơi cấn nhẹ. Tôi nhẹ là tóc lên, vì anh cũng đã cô đơn người ơi. Và em có thấy ngôi sao lẻ loi. Có thể có vẻ như là người viết muốn tận dụng để vẽ thêm cái nốt mà người ta thích. Một mình cô đơn giữa đêm ở những đêm tháng anh vẫn đang gửi lời tình em. Nhớ nụ cười lúc đó em mang
dù là nắng mưa hay phong ba là em anh vẫn chờ, anh vẫn chờ một bình minh không xé đôi hạnh phúc. Một lần được ôm em trong nụ cười đẹp nhất thế gian, để một lần nữa thôi em, dù lần sau cuối anh được nhìn nụ cười của em. Ủa cái sorry quần, cái đoạn này lúc mà mọi người kéo ra nhìn lên một cái phía đấy hay nha. Nó giống như là cái lúc mà kiểu tưởng niệm ấy, kiểu chôn cất ấy. Sorry mà không biết có cảm giác đúng không. Và cái vườn hoa này, những cái gì mà cô đang cảm nhận anh ấy mất rồi. Wow. À, một cái nữa chúng ta thấy được sang ở trong bài đó là dùng từ cô đơn nhiều quá. Em có thấy lối sao lẻ loi một mình cô đơn giữa đêm, và những năm tháng anh vẫn đang gửi ở lời tình em. Đẹp quá. Cái là chết. Ồ. Hình như là. Ồ anh chết rồi hả? Ồ anh chết rồi. À, là hai anh sang đây ăn quần. Ồ. Đúng rồi là thật sự. Và là swing hợp lý này. Mẹ tôi là cô gái mơ. Mơ, mơ, it's a dream. Ờ, nổi da gà hết. Ui. Rồi. Cảm xúc quá, hay quá. Wow. Ờ, nổi da gà hết luôn ơi. Hết à? Đấy, một vài cái nét thôi. Còn tớ nghĩ là bài này là một bài ballad viết thông minh ấy. Nhưng mà nó cần phải được căn chỉnh. Mà dù một cách nào đó đấy chỉ cái nhận tớ thôi. Thứ nhất là các bạn thấy là bị đảo nút khá nhiều. Và lyric ném vào một cái major, một ô nhạc khá nhiều. Nên chúng ta nghe từ đầu cuối chúng ta sẽ bị hơi trôi nhẹ. Tức là không thể nhớ được một cái câu nào đó, rất khó nhớ được một câu nào đó. Thế là nguyên tắc trong sáng tác. Ngoài ra một vài cái cạnh còn bản chất về việc đi nốt và sử dụng nốt cũng khá là mới. Tớ nghĩ là đặc tính của nó luôn là nữa nó hiệu quả là vì nó phục vụ cho phần performance hợp hiệu quả nữa. Nếu mà viết một bài quá catchy thì thực ra biểu diễn cũng chưa được như thế này đâu. Thì đó là những cái mà chúng ta cảm nhận được nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng Quân. Chúng ta đến mấy người tiếp theo nè. Captain. Wow, tớ cũng rất là mong chờ bài Captain này. Câu này là câu sáng tác rất là thú vị. Điều này tổng hay. Kim tự tháp Pyramid Captain Boy. Có nhảy luôn. Cố lên Captain. Wow. 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 Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc của Underdog. Phải chúc cho quý vị có một bữa tối thật là ngon. Bài nhạc hôm nay anh viết trong 20 phút nhưng top trending không ai để đón. 7 vòng vừa rồi cũng đủ để cảm tưởng là yếu tố cần của nhóm. Bước vào show, anh không đến đây để tranh ngay. Thứ anh mong là trong cuộc chơi này có được thế. Yes, sự thoải mái. Tất cả những gì anh trải qua diễn ra nhanh ngoài. Đây là thứ anh muốn.
khi hết trong có được số điện thoại. Ba mươi anh trai. Hey, anh luôn tốt trong bản thân, tốt trong sứ mệnh khi mà xưa nay đảm nhận. Chẳng muốn phải làm căng, lo mà làm ăn. Vẫn anh theo xã hội nhưng sống theo bản năng. Kiếm cái đầu lạnh ở như tảng băng. Rớt cho vài lần để rơi tóc trong ngàn cân nên chẳng lo gặp thử thách vì thử thách đến với anh. Những người bạn thân, yeah và kém, thì vẫn là captain boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Woo! Được như thế này, thì chưa nhiều chân rồi. Để biết mùi bầy chưa? Bé nhỏ, bằng mùa đã cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành a kim tự tháng. Wow. Okay, it's alright. Anh không đã thành minh. Còn làm việc của mình và giữa hành trình. Tăng ca đi ca đã ok với. Hello. Anh xin, mỗi khi lời trao là phải thật tự tin. Họ tôi nói khi biết tới anh là wow, wow, wow. Đặc biệt trên anh tin, nghe đầu tư ai cũng đều đi tìm anh. Cả không ăn mưa thì họ gọi là ca gần những mùi biển đâu đủ man. Và con ca đã thành tin. Với con ca đã thành tin, 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 tin. Và tài khoản của anh. Muốn khét nghỉ ngủ từ đầu đây. Hay do show của anh nó bị cháy. Thiêu đốt cả một đêm chung kết mà 50% còn chưa dùng để. Cái giam anh tin hít ở đây. Làm nhau và bàn bạc cả ngày. Chẳng muốn chìm trong giấc ngủ say. Chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cho con được thế. Rằng ca tôi vẫn là captain boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này. Phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành a kim tự tháp. Yeah, và ca tôi vẫn là captain boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này. Phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Giỏi quá em ơi. Giỏi quá. Wow. Wow. Wow, what is this? Đáng yên tức là say it, kim được. Cái đoạn đấy lấy cái voice thô của Mike cho nên là nghe nó bị hơi lệch. Đỉnh, thật sự đỉnh. Là rất respect, rất giỏi. Rất phải khen ngợi em rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì mấy ai viết được một bài như này là đầu tiên. Thật sự mọi người luôn, tớ khẳng định luôn. Khả năng sáng tác cực kỳ đỉnh. Rất respect mấy ai viết được bài như này. Vì sao? Đầu tiên đó là nó phải có chất của đấy Ai Cập một chút. Thế tuyến đi melody chúng ta nghe ra được rồi. Thứ hai là gì? Một cái bài mà còn để performance hai tempo như này phải kết hợp với gì? Kỹ thuật phòng thu, khả năng bè phối và khả năng viết lời nữa. Đó. Thứ cuối cùng là gì? Để bổ sung cho bài thì rap là điều rất là quan trọng và kiếm được cái chủ đề concept và kim tự tháp rất là hợp lý. Phải nói là rất là đỉnh trong phần sáng tác. Không thể phủ nhận khả năng này của Captain. Hát rất tốt rồi. Nhưng mà nó rất là thông minh, cực kỳ chất lượng mọi người ạ. Nếu nói về cái chất lượng mà bỏ chất xám vào nha thì tết mùng nào cũng rất nhiều. Nhưng đối với nhìn của tớ đây là một cách bỏ chất xám cực kỳ lạ và có sự đầu tư cần được chú ý. Nó lạ nó không giống những cái gì chúng ta có thể nghe thấy. Và là một người sáng tác cùng các bạn mình chắc bạn tưởng tượng xem. Để viết một cái bài như này nó rất là khó. Và nó vừa nhảy, nó vừa concept như này. Đặc biệt là bản phối của Dũng Đế, các bạn boy cũng rất là thông minh. Giờ Dũng nghe lại mê thật sự. Rất đỉnh, rất đỉnh. Bass đánh bài này tốt quá, cái beat đánh rất là hay. Wow. Wow. Oh. Oh.
trồ. Captain, 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 Captain. Đỉnh quá mà. Captain, Captain. Cái beat ok quá. Vậy tiền sinh. Vậy ngon. Wow, đỉnh quá em ơi. Quá rồi à, đỉnh thật sự. Thật kiểu đẹp quá. Bam, 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 bam. Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc của Underdog. Và chúc cho quý vị có một bữa tối thật là ngon. Bài nhạc hôm nay anh viết trong 20 phút nhưng top trending không ai để đón. Tốt quá. 7 vòng vừa rồi cũng đủ để cảm tưởng là yếu tố cần của nhóm. Bước vào show, anh không đến đây để tranh ai. Thứ anh mong là trong một trang này có được thêm những sự thoải mái. Tắt. Mà cái beat kìa. Tắt, 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 tắt. Thứ anh mong là tắt, 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 tắt. Trong một chân này có được thêm những show. Anh không đến đây để tranh ai. Thứ anh mong là trong một chân này có được thêm những sự thoải mái. Tất cả những gì anh trải qua diễn ra bên ngoài. Đây là thứ anh muốn khi hết trong có được số điện thoại 30 anh trai. Anh luôn tôn trọng bản thân, tôn trọng sứ mệnh khi mà xưa nay đảm nhận. Chẳng muốn phải làm căng, lo mà làm ăn. Và anh theo xã hội nhưng sống theo bản năng. Kiếm cái đồng lạnh. Ủa cái bầy từ từ từ. Cái beat chuyển sang hip hop trap một chút này là mê á. Mê đam nhận, chẳng muốn phải làm căng, lo mà làm ăn. Performance cái đèn ánh sáng kìa, led kìa, mê không? Vẫn anh theo xã hội nhưng sống theo bản năng. Kiếm cái đồng lạnh ở như tảng băng. Rất cho vài lần để rơi tay trong ngàn cân. Nên chẳng lo gặp thử thách vì thử thách đến với anh. Những người bạn thân, yeah và care. Thì vẫn là captain boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế, chịu nhiều chân đòn rồi. Ta da da ta da ta da ta da ta da ta da ta. Ui đoạn lại bè mê. Bay đánh từng từng từng. Vì thử thách đến với anh. Những người bạn thân, yeah và care. Thì vẫn là captain boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế. Từng 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 từng. Thì vẫn là captain boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này. Thì chỉ được chân đòn rồi. Để biết mình bé nhỏ bằng một ạc cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành a kim tự tháp. Nó nhả chữ có xử lý cuối câu tốt, hát rất là tốt, gần giọng có làm rất tốt. Ok rồi, anh có đợi anh không đợi thành minh. Có làm việc của mình và giờ hành trình. Tăng ca đi karaoke vời. Hello. Anh xinh, mỗi khi lê châu là phải thật tự tin. Họ tôi nói khi biết tới anh là wow. Wow. Đây, đoạn tới bài khen producer. Cho cái dàn kèn, có một cái dàn kèn một đoạn này hợp lý kinh khủng. Trumpet thì phải. Và giờ hành trình, tăng ca đi karaoke vời. Hello. Anh xinh, mỗi khi lê châu là phải thật tự tin. Họ tôi nói khi biết tới anh là wow. 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 Đặc biệt trên anh tin. Nhà đầu tư ai cũng đều đi tìm anh. Cả không ăn muối thì họ gọi là cả gần những muối biển đâu đủ ăn. Và con cá thật thành tin. Cái đoạn này nó, trước đây tớ đã nói chuyện với nó rồi. Nó hay, nó trước đây nó giống như tớ, nó khó mà viết cái nào mà nó khác chữ với cái bằng chắc ấy, dấu. Ví dụ mi chẳng hạn, thì nó đâu dấu. Nó huyền sắc rồi. Nhưng mà vẫn có thể man với con ca đa thành tinh. Thì cái style bây giờ viết nhạc sẽ như vậy. Một vài đoạn chúng ta có thể sử dụng trái bằng chắc được. Bằng chắc được, đâm ra là viết rất là ok. Dò ra là tiến bộ này. Anh cũng đều đi tìm anh. Cả không ăn mua thì họ gọi là ca gần những mùi biển đâu đủ man với con ca đa thành tinh. Với con ca đa thành tinh. Tinh 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 tinh. Và thành quán rồi. Mùi khét nghìn ngút ở đầu đây. Hay do show của anh nó bị cháy. Thiêu đốt cả một đêm chung kết mà 50% còn chưa dùng để. Cái giam anh tìm hít ở đây. Mà nghe thấy màu Ấn Độ chứ. Ta 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 ta. Mà 50% còn chưa dùng để. Cái giam anh tí hít ở đây. Làm nhau bàn bạc cả ngày. Chẳng muốn chẳng giấc ngủ say. Chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cho con được thế. Rằng ca tôi vẫn là captain boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này. Phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ. Wow. Bằng một đặc cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành ở kim tự tháp. Ủa thật ra mình mê cái flow kick đoạn thế. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành. 3, 2, 1. Kim tự tháp. Bè tốt quá em ơi. Đình 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 đình.
Đoàn là đỉnh thật. Đoàn break đây, tôi tưởng là dậy hóa anh zombie không phải. Tát. Thế kéo ten cái swing à? Hợp lý thế. Giỏ quá. Cái gì đấy? Thôi được rồi, thôi đến đây được rồi. Xây là tôi không hợp lý rồi. Đỉnh quá, đỉnh giỏi quá. Quá giỏi. Thôi được rồi, giỏi quá. Chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo của ai đây? Anh Song Luân. Ok, phần tin solo của anh Song Luân nào. Thôi chúng ta xem luôn nhá. Có check à? Maybe có check đấy. Sẽ chẳng biết phải nói. Oh, sorry anh. Em tu lại cho chuẩn chỉnh cái. Sao lại ngồi. Wow, uống trà luôn. Kéo nhí. Lâu không gặp, có chết luôn. Nice. Ôi, cái beat thú vị không này. Sẽ chẳng biết phải nói ra điều gì. Dù đã lâu ta chưa gặp nhau. Hay quá. Thằng thì trông vẫn gấu. Vẫn gấu. Thằng thì cười nói gật đầu. À, nói về tình bạn này. Dù thời gian đang trôi qua đi thật vội vã. Và nhiều chuyện trôi theo chẳng thể giữ lấy. Mình vẫn luôn ở đây. Ở đây. Mình vẫn cười nói đêm ngày. Khai quá. Tôi đến có mang chút quà. Mùi ngon với cả nhà khay. Ngày mai đấy, chờ một nụ cười trên khóe môi. Cuộc vui lỡ tàn rồi mình hẹn nhau hẹn lần sau. Nhà tôi có bình rượu để chờ anh ghé. Mà sao đông vui hôm nay có chuyện gì mà ai cũng tươi cười giọng ca nghe giọng chết à bật cả nhạc lên chơi alo test chuẩn bị sập sàn không giọng trong rồi hay quá khỏe không em như châu bò đấy cụ sao nhở anh ok mà hôm nay chung kết rap giùm anh câu được không mình tự tin mình chơi thôi sợ gì I could learn out all in with yeah. The singers, yeah. Ready, fast song. Chang we let down, I should down. My dim, qua song. Ring ring, sang song. Alo, nghe này cụ song lời. Say hi, fast song. Show you been xa, go. Soul of a hustler. Mình trông thấy tình hình đẹp mình là thầm thiết là một người hoang sơ. A soul of a hustler. Một khi đến nơi ta là tất cả luôn mà cách đi vào cho bạn nữa. A soul of a hustler. Nghĩa lúc qua trong là mình dám thực hiện, mình dám thất bại, mình dám mơ. Soul of a hustler. Để cho tất cả mọi người biết tôi là có tốt gì hết cả bạn ơi. Đỉnh quá, đổ hết cả má ơi. Dùng hết cho mình. Giỏi đấy, giỏi đấy. Tôi đến có mang chút quà. Ủ hà tốt rồi. Chuẩn bị sập sàn em ơi. Chuẩn bị sập sàn em ơi. Có
mà lúc say lúc tỉnh cứ vất vả vất vưởng. Hay quá. Rồi ngất nga ngất ngủ. Wow, sân khấu kìa. Đẹp quá đẹp. Say quá đẹp. Ngày mai đến chờ một nụ cười trên khóe môi. Vui hơn tàn rồi mình hẹn nhau hẹn lần sau. Đây đây. Có bình rượu chỉ đợi anh. Wow, Vũ Đoàn. Đẹp quá, hài thật sự. Wow, ý tưởng concept bài. Wow, ý tưởng concept bài rất cao, mọi thứ hay thực sự. À, thế khác tốt cỡ, bài hay quá. Người đúng là chung kết khác, mọi người đầu tư đỉnh thực sự. Nhưng mà phải nói là cái phần thi solo của anh Song Luân là ngoài dự kiến của tớ luôn, đó. Ngoài kỳ vọng của tớ luôn đấy, đỉnh quá đỉnh. Hài quá, những cái movement, những cái di chuyển ở sân khấu, những cái lời rap, những cái beat, cái bố cục bài kiểu phối, mọi thứ nó tạo nên một cái màn trình diễn phải nói là đẳng cấp. Hài quá rồi. Đây gọi là cũng xong luôn đấy. Chắc ra cái hồn này luôn. Sẽ chẳng biết phải nói ra điều gì, dù đã lâu ta chưa gặp nhau. Chúng vẫn gấu, vẫn gấu. Thằng thì cười nói gật đầu. Cái bài này biết rất là hay nữa, biết là thông minh lời ấy. Lời trôi qua đi thật vội vã và nhiều chuyện trôi theo chẳng thể giữ lấy. Giữ lấy. Ồ, luyến kìa. Bè biết kìa. Vội vã và nhiều chuyện trôi theo chẳng thể giữ lấy. Ồ, hay thế nhở, câu hay thật sự. Mình vẫn luôn ở đây. Ở đây. Mình vẫn cười nói đêm ngày. Chút quà mùi ngon với cả nhà khay. Ngày mai đấy chờ một nụ cười trên khóe môi. Cuộc vui lỡ tàn rồi mình hẹn nhau hẹn lần sau. Nhà tôi có bình rượu để chờ anh ghé chơi. Ôi giọng ta nghe hả? Ta nghe luôn. Mà hôm nay có chuyện gì mà sao đông vui? Hôm nay có chuyện gì mà ai cũng con xếp bài hay quá. Con xếp bài hay nhỉ mọi người. Con xếp bài hay quá, viết lời tốt kinh khủng. Chuyện gì mà ai cũng tươi cười. Diện căng đét sợ vật cả nhạc lên chơi. Alo test chuẩn bị sập sàn em ơi. Alo, phải không em? Như châu bò đấy. Cụ sao nhỉ? Anh ok. Mà hôm nay chung kết rap giùm anh câu được không? Mình tự tin mình chơi thôi, sợ gì. Ai cũng luôn ở all in with you. Singers, masters, thời trang we let on. Chết ơi. Mây đêm qua sau, ring ring sáng sớm. Alo nghe này cũ. Ôi trời ơi, ra hà, trưng 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 trưng. Ây da. Biết tốt, biết đủ. Trời ơi, bè cái đoạn này mít thế. Qua sau, ring ring, sáng sớm. Alo, nghe này cũng sau lời say. Ui, ý tưởng tốt thế. Ai produce, cái ekip này nghĩ cái ý tưởng tốt thật sự. Hay quá. Tôi
đến có mang chút quà. Ngày mai đến chờ một nụ cười trên khóe môi. Cuộc vui lớn à, tốt thế em ơi. Nhau hẹn lần sau. Nhạc lên chơi. Alo tê. Chuẩn bị sập sàn anh ơi. Chuẩn bị sập sàn em ơi. Cái chuyện người chuyện ta. Mà lúc say lúc tỉnh cứ vất vả vất vưởng. Rồi ngất ngã ngất ngưởng. Sao kiểu đẹp quá. Làm tốt quá này. Mới có vẻ là vinh dự ông mà Spike làm tốt quá. Wow. Đỉnh quá. Tầng 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 đoạn chết rất đẹp thật. Cụ sáng. Mình tự tin mình chơi nói sợ rằng I could learn out all in with you. Singers, mask on. Phong song. Thời trang we lit on. My shit on. My dim. Phong song. Ring ring. Sáng sớm. Alo. Nghe này cuộc sống là say ha. Ôi, xin đấy. Hay quá. Bè bùng đỉnh quá. Hay quá. Chung kết cũng khác tiếp mục nào đỉnh. Mà ơi, chúng ta sẽ đến với tiếp mục tiếp theo nào. Các bạn đã trở lại với Anh Trai Say Hi. Và sân khấu của chúng ta đẹp không? Đẹp. Bí ẩn không? Đẹp. Eric, chúng ta sân khấu Eric cũng rất hay này. Eric thì nhảy nhó thát rò điệu đỉnh rồi. Eric nào, let's go. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Ủng hộ nào, ủng lên Eric ơi. Thiên Vũ từ sorry sorry khán giả. Thiên Vũ dưới chẳng. Wow. Đỉnh nhớ đàn tranh luôn rồi. Wow. Ôi đẹp quá. Ui đẹp ê. Chẳng thể làm gì tình phải giấu. Bản nhạc thật buồn, hòa cùng từng nhịp của tiếng mưa. Có anh như dư thừa, phải đau bao nhiêu cho vừa. Là bài ca không mang tên, trong đêm ngân nga cầu dù tình. Tự lừa rằng em đang ngay bên, ôm anh trong bóng đêm lung ly. Vậy mà tại sao ta xa nhau, tên em vang lên bên trong đầu. Chịu đừng thêm bao nhiêu lâu, đôi mi chẳng muốn phải u sầu. Tương tư như cơn giông, chỉ đợi lật ngược khi ai qua sông. Phải đặt cược mang theo cơn đau, dày vò ta từ quá khứ. Em trao ta đôi môi, để ngọt ngào đưa ta đi theo. Sự
ra tao bầu trời tâm tối, ta và mưa ôm lấy nhau. Hiểu vũ dưới trăng bạch khóc khóc khóc. Xưa bao giờ pam pam lòng dậy sâu sâu sâu. Hiểu vũ dưới trăng bạch khóc khóc khóc. Lòng chờ mong 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 giữa gần vòng. Nhìn đẹp quá, nhìn đẹp quá. Hiểu vũ dưới trăng bạch. Ui, nhìn đẹp quá. Cái đấy đi. Anh dùm em, mong rằng nó sẽ quên được em. Tình yêu em thì lạc mà trời thoát ra khỏi màn đêm. Như kịch bản anh vẫn luôn là người chẳng quên. Điều gì đến thì nó cũng đến, không phải nhìn khi nào chết em. Có một cái tí tách ta đã gọi lâu. Đêm nay cái che lớp trong nó càng vào. Một người chịu tổn thương người kia bên bên này. Làm tâm những người đi chém đôi mình khóc cay. Là bài ca không mang tên trong đêm ngân nga câu du tình lừa rằng em đang ngay bên ôm anh trong bóng đêm lung linh. Vậy mà tại sao ta xa nhau tên em vang lên bên trong đầu chịu đựng thêm bao nhiêu lâu đôi mi trong quá phải u sầu từng thứ như cơn giông chỉ đợi lật ngược khi ai qua sông phải đặt cược mang theo cơn đau dày vò ta từ quá khứ. Wow. Chẳng bật khóc 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 giữa bao dòng 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 lòng dây dòng dòng dòng. Yêu vũ dưới chẳng bật khóc 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 lòng chờ mong 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 giữa căn phòng phòng phòng. Wow. Yêu vũ dưới chẳng bật khóc khóc khóc. Cái áo rồi, cái áo rồi. Ok. Đập nhanh quá. Ủa pha vừa rồi không biết là Eric nó trong kịch bản hay là ngã thật nhỉ? Má ơi. Ủa tội Eric quá nhỉ. Ây chà. Ê à mọi người ơi, tớ đang đau tim quá. Tớ đang kiểu tim đập nhanh quá. Tớ chưa biết là oh my. Wow. Đau tim quá mọi người. Nói thiệt, trong lòng Trấn Thành, Eric là một ngôi sao toàn năng. Wow, bạn ấy sân khấu được, bạn ấy không có vũ đoàn, bạn ấy phải tự làm hết. Rất là tội. Và như vậy là công việc vất vả. Có một cái đó là
bởi vì không vũ đoàn nên là cái cảm giác về mặt scale, độ rộng của sân khấu không có nhiều. Nhưng Eric làm đã rất tốt rồi. Nhưng mà ây à, cái pha vừa rồi nói thật anh Thành nó không sai đâu. Thực sự là Eric đã có rất nhiều những thành tựu trong nền âm nhạc. Cái bạn thiếu chỉ là cái bước chuyển của bạn ý hay bị chậm hơn so với cái bước đi tương lai của nền âm nhạc thôi. Và khi tham gia một chương trình mà performance như thế này, yêu cầu performance nhiều như thế này thì Eric đã chọn đúng sân chơi. Và bài này là một bài hay. Những gì Eric biểu diễn nó thực sự khó và bạn ấy chỉ có một mình. Nếu mắc sai sót là bạn ấy mắc sai sót. Và tất cả đều chỉ có một mình không. Ngay cả đánh đàn tranh, biểu diễn, di chuyển, solo, mọi thứ về về tempo, về nhịp, về khoảnh khắc, về mọi thứ bạn làm rất là tốt rồi. Ô cái đoạn trèo lên mà đoạn ngã tớ vẫn đau tim đến bây giờ mọi người. Ôi nghe lại nhá. Bài hay đấy mọi người. Tỉnh quá. Tội Eric thế, thương Eric thực sự. Em ơi sao không em ơi. Wow. Tớ chẳng. Phần biên đạo của anh Quân nữa ok, bạn Quân nữa rất ok. Ui cái beat kìa. Không gian âm nhạc rất là, âm thanh rất là đẹp luôn. Tội Eric quá, vẫn tự thương Eric. Cú lên ơi. Daylight so so, người daylight càng ngàn nỗi đau. Từng lời nguyện đây cái re nốt này là hợp với gì tình phai dấu. Hay này. Nhạc thật buồn, hòa cùng từng nhịp của tiếng mưa. Có anh như dư thừa, phải đau bao nhiêu cho vừa. Là bài ca không mang tên, trong đêm ngân nga cầu dù tình. Tự lừa rằng em đang ngay bên, ôm anh trong bóng đêm lung linh. Mà tại sao ta xa nhau? Tên em vang lên bên trong đầu. Chịu đừng thêm bao nhiêu lâu. Đôi mi chẳng muốn phải u sầu. Tương tư như cơn giông, chỉ đợi lật ngược khi ai qua sông. Phải đặt cược mang theo cơn đau, giày vò ta từ quá khứ. Em trao ta đôi môi, để ngọt ngào đưa ta đi theo. Sự ra tao bầu trời tăm tối, ta và mưa ôm lấy nhau. Hiểu vũ dưới trăng bạch khóc, khóc, khóc. Giữa bao dòng song 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 hay nhỉ, đoạn khúc hay thế. Song 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 song. Wow, solo đỉnh thật sự. Woo. Eric đỉnh quá, Eric ơi. Lời đẹp. Anh dùng men, mong rằng nó sẽ quên được em. Tình yêu em anh đi lạc, mà chờ thật ra khỏi màn đêm. Như kịch bản, anh vẫn luôn là người chẳng quên. Điều gì đến thì nó cũng đến, không phải nhìn khi nó chuyện em. Cứ một cái gì tách, ta đang gọi lâu. Đến mấy cái trái lớp trong nó cạn phòng. Một người chịu thương thương, người kia bên bên này. Lần tâm những người đi, chiếm đôi mình không có. Là bài ca không mang tên, trong đêm ngân nga câu dù tình. Lừa rằng em đang ngay bên, ôm anh trong bóng đêm lung linh. Vậy mà tại sao ta xa nhau, tên quả em quá, lên nhảy thế trong đầu. Vẫn diễn được. Thêm bao nhiêu quả lâu, đôi mình chẳng mua phải ưu xa. Từng tư như cơn giông, chỉ đợi lật ngược khi ai qua sông. Phải đặt cược mang theo cơn đau, dậy bỏ ta từ quá khứ. Em trao ta đôi môi, để ngọt ngào đưa ta đi theo. Sự ra đau, trời tâm tôi, ta và mưa ôm lấy nhau. Hiểu vũ rơi trăng bật khóc, khóc, khóc. Giữa bao hey. Dòng, 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 lòng dày dòng, 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 dòng. Hiểu vũ rơi trăng bật khóc, khóc, khóc. Lòng chờ mong, mong. Ok. Kiều vũ rơi trắng bệt cao, cao, cao. Woo, lét hợp lý. Wow. Wow.
vào. Wow. Từng thứ như cơn giông, như cơn giông hay qua sâu, hay qua sâu, mang theo cơn đau, dày vò ta từ quá khứ. Em chạm ta đôi môi, lệnh ngọt ngào đưa ta đi theo. Tao bầu trời tâm tôi, ta và mưa ôm lấy nhau. Ê này bạn, bấm tim, đau tim. Kiều vũ rơi trăng bật khóc 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 giữa bao dâu 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 lòng dây dâu 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 oh way kiều vũ rơi trăng bật khóc 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 lòng chờ mong 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 giữa gan vò 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 kiều vũ rơi trăng vô vàng. Wow, thưa Eric, thực sự tớ hiểu là cái này nó sẽ bay lên trong một kiểu bay kiểu đẹp không kẹp chân mà. Thôi Eric quá, khó mà mọi người, khó chết được. Mà cái đánh trơn ấy, đâu phải đơn giản đâu, nhảy mồ hôi tay cái thứ nữa. Đỉnh nó quá giỏi rồi, một mình không à, đâu có em hỗ trợ nghỉ ngơi đâu, liên tục nữa. Eric ơi, thương Eric quá, thôi quá hay rồi. Tôi sẽ ủng hộ Eric một phiếu. Phiếu thứ hai, ok. Cảm ơn người theo dõi bản Eric nhá. Phiếu thứ hai nào, tò mò quá. Solo hiểu thế này. Quay đi quay lại. Hiểu thế này, QT. Thích cái nhạc này lắm ấy. Thích cái tuyến melody này. Hòa Thành. Đúng Hòa Thành tôi thích nữa. Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông, còn mùa hè thì quan tâm với nhau coi như bằng không. Vương vấn anh chỉ mong mình bước đi mà trong vương vấn nhưng chẳng thể buông tay dù đã có nhiều lần. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau, quay mặt đi và ta đứng cạnh nhau. Oxytocin và ôm chặt khi về nhà, hay tình yêu trong đá đã phải đâu. Yeah, anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày. Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao, tất cả đam mê trên má vai. Đã kim tìm bất cứ nơi nào, tiếc như là em chưa có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn khuyên đâu, một vòng rồi là về kép bên nhau. God damn, hai ta nâng nhưng lại chưa là chuyện tình. Ước gì anh có thể buông đôi tay em và quên cãi nhau làm lành. We've been feeling the same, em vừa xinh em vừa điên. Harley Quinn, đây là con mấy tình yêu hay là dream. Hay là chấp bằng mean, em là queen. Ai cũng đoán được là em sẽ quay lại nên bạn bè chẳng cầu cho em lời khuyên. Yeah, ok là mọi thứ anh sai. Đưa đôi môi anh siết chặt, điều gì làm em vui. Yeah baby, người để đó anh bay. Đúng ra thì vì ta cãi nhau thì mình nên đắm say như loài ngon hoa bên hồ bơi. Hoặc là cuốn lấy nhau để lại hương ở khắp mình nơi. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau, quay mặt đi là ta đứng cạnh nhau. Oxytocin và ôm chặt khi về nhà, hay tình yêu trước ta đã phải đâu. Yeah, anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đến luôn từng ngày. Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao, tất cả đam mê trên má vai. Đai kim tìm bất cứ nơi nào, điên như là em chưa có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn quên đâu, một vòng rồi là về kết bên nhau. Dù đắng cay sao ta vẫn ở đây. Hãy nói đi anh phải thế nào để ta được quay lại như xưa. Thích Hoàng Thanh là kinh khủng. Từng giờ từng giây luôn mơ về nhau, giờ thì con tim anh luôn phải đau. Còn gì em ơi, anh chẳng thể nào nghĩ tới. Điều gì tệ ơi. Sao đây mọi người cái gì đây trời. Anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tệ. Nice cutie. Đỉnh. Từng giờ từng giây luôn mơ về nhau, giờ thì con tim anh luôn phải đau. Còn gì em ơi, anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tệ hơn. Là mất em hay ở bên cạnh em. Đẹp trai quá. Ê mình con trai mình thấy đẹp trai đúng. Dũng chứng. Đẹp trai quá. Biết trước lại sẽ đau nhưng cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai. Em mong chạc anh về móng tay cao, tất cả nam hết trên ba gai. Đã kiếm tìm bất cứ nơi
Wow, Hiếu nhảy ok quá này. Wow. Đây sẽ là bài hát yêu thích của tớ trong những ngày tiếp theo. Quá hay. Nó đầy đủ những yếu tố mà cá nhân tớ thích. Tớ thích cái hòa thanh này. Tớ thích cái cách mà QT đánh ở đoạn đó. Và phối rất là lã tài. Và chọn Hiếu, chọn cái gu âm nhạc của Hiếu rất là mê. Tại sao album kia nó không có những cái bài như thế này? Còn một cái bài tổng kết. Hay rồi. Đâu. Thích quá cái hòa thanh này, mê thật sự luôn. Hòa thanh piano chưa? Mê nhắm. Là cái nhịp cực chát. Mê cái nhịp kích kìa. Kết vậy? Chắc mình là vậy. Chảy nữa. Bài hay quá. Bài tôi sẽ nghe thường xuyên luôn đấy. Cầy chết luôn. Cái nhà thích cái nhạc này lắm ấy. Thích cái tuyến melody này. Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông? Còn mùa hè thì lên đi quan tâm với nhau coi như bằng không. Vương vấn, anh chỉ mong muốn bước đi mà chưa bước vấn. Nhưng chẳng thể buông tay dù đã cố nhiều lần. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau. Quay mặt đi và ta đứng cạnh nhau. Oxytocin và ôm chặt khi về nhà. Hay tình yêu thật ra đã phải đâu. Yeah. Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày. Biết trước là sẽ đau nhưng cứ làm. Cái gì à? Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao. Tất cả năm mét trên má vai. Để kiếm tìm bất cứ nơi nào. Đi như là em chưa có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn quên đâu. Một vòng rồi lại về kép bên nhau. God damn, hai ta nên nhìn lại chưa là chuyện tình. Ước gì anh có thể buông đôi tay em và quên cãi nhau làm lành. Là xem em vừa xinh em vừa điên hay là queen. Đây là comment tình yêu hay là dream. Hay là chấp bằng mean em là queen. Em là queen. Anh là em sẽ quay lại nên bạn bè chẳng cầu cho em là queen. Yeah ok là mọi thứ anh sai. Đưa đôi môi anh siết chặt. Điều gì làm em vui? Yeah baby người để đó anh bay. Đúng ra thì vì ta cãi nhau thì mình nên đắm say. Nhìn hoàng hôn hóa bên hồ bơi. Và cuốn lấy nhau để lời hương đã khắp mình nơi. Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau. Quay mặt đi bên ta đứng cạnh nhau. Oxytocin và ôm chặt khi về nhà. Hay tình yêu thực ra nó phải đâu. Yeah. Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay. Lúc quay lại mong tới khi gặp em đến luôn từng ngày. Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào. Chỉ có tổn thương cho cả hai. Em ôm chặt anh về móng tay cao. Tất cả năm mét trên má vai. Đai kim tìm bất cứ nơi nào. Đi như là em chưa có ai. Nhìn vào một người chẳng muốn quên đâu. Một vòng rồi là về kép bên nhau. Dù đắng cay sao ta vẫn ở đây. Hãy nói đi anh phải thế nào. Để ta được quay lại như xưa. Từng giờ từng giây luôn mơ về nhau. Hiếu ơi là Hiếu. Tim anh luôn phải đau. Còn gì em ơi. Anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì ta hơn. Là mất em hay ở bên cạnh em. Lên đoạn này tôi vẫn muốn nghe cái tiếng piano đó.
phải đâu còn gì em ơi, anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tên hơn là mất em hay ở bên cạnh em. Oh, oh. Wow. Biết trước lại sẽ đau như cứ lao vào, chỉ có tổn thương cho cả hai. Em mong sẽ cắn về một tay cào tất cả năm hết trên ba ba. Tớ thực cử thích cái kiểu này nha. Tớ thích cái kiểu này lâu lắm. Có cái bài Tripping, không nhớ mọi người biết không. Không nhớ cái bài này, tớ không nhớ bài mà có cái video mà con rùa rùa cả. Có thể là tức là cái nhịp này ý tưởng nhiều bài có rồi nhưng mà mang bài như này nào hiếm. Không nhớ cái bài đấy là bài gì, tớ tìm lại. Hay quá, một lần tớ nghe em này Kiwi đánh lại một cái hòa thanh mà hay. Đoạn piano hay thế nhờ, không có gì để nói, không có gì để phân tích nói cái gì nữa luôn mọi người. Viết tốt quá, hòa thanh hay, chân cấu đẹp, nhảy đẹp, đẹp trai. Má ơi, hòa thanh mê gu đó chứ. Hay thế. Anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì thế. Còn gì em ơi, anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì thế. Anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tệ hơn là mất em hay ở bên cạnh em. Oh, oh. Hay quá. Mê hay quá Hiếu ơi, một trong những bài hát mà tôi sẽ tải ngay về cái dụng cụ nghe nhạc của tôi đấy, thưa cày hàng ngày đấy, hay quá. Chúng ta đến phần thi riêng của Artus, ngồi cũng là đáng mong chờ quá. Bài Hiếu hay quá, nói chung khó chấm lắm mọi người. Cá nhân tớ khó chấm, tại vì mỗi một bài một cái nỗ lực, một cái kiểu trình diễn, một cái tổng thể, các thứ bài nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Hay quá. Chúng ta đến với cả phần thi của Tuss này. Ok. Good when you jump on it, cause I'm not just like you own it. You can have my last name if you want it. If you want it, if you want it, if you want it. Tell me first good. Em không muốn một mình. Wow. Đẹp trai. Em không muốn một mình, anh không muốn một mình, vì chuyện xảy ra quá nhanh, no baby. Và đó là cách anh làm, anh luôn luôn đứng sau hàng vạn trăm lý do của em thôi mà, mỗi mình em thôi mà. Anh chỉ có mỗi anh, oh hello. Never feel this way when you calling in my phone. Nhưng em đâu chỉ có mỗi anh, yeah, so I let go. I
don't need someone, don't need no one. Đừng để lại thêm một lần đau. Sorry mọi người, tôi muốn nghe lại cái đoạn này tiếng Anh nó cứ kiểu gì ấy nhỉ. Bắt đầu mà mở ngay này. Đó là cách anh làm. Anh luôn luôn đứng sau hàng vạn trăm lý do của em thôi mà. Mỗi mình em thôi mà. Anh chỉ có mỗi anh. Oh hello. Never feel this way when you calling in my phone. Nhưng em đâu chỉ có mỗi anh. Yeah, so I let go. I don't need someone, don't need no one. Đừng để lại thêm một lần. Đây đúng đoạn này này. Let go. I don't need some. I don't need someone, don't need no one. Nhưng em đâu chỉ có mỗi anh. Yeah, so I let go. I don't need someone, don't need no one. Đừng để lại thêm một lần đau. Em đã không có muốn ai ở bên. Em đã không có muốn ai gọi tên. Quá khứ anh như đang trôi em. Cứ nhắc đến tim lại nhói lên. Em đã không có muốn ai ở bên. Em đã không có muốn ai gọi tên. Quá khứ anh như đang trôi em. Cứ nhắc đến tim lại nhói lên. Không cả lời đừng mà chuyện em xin sau. Baby girl anh biết đây rồi. Em chẳng thể nào giấu được đâu. Nước mắt rơi như là chẳng để anh lâu. Ta chẳng thể bên nhau. Từng nỗi nhớ tranh nhau. Cứ kêu đến kêu đến từng cơn. Anh chẳng thể làm gì. Anh thì cũng chẳng có gì hơn. Sự cần gì. Tâm là quen với nỗi cô đơn. Anh chỉ cần có một mình em. Giờ đã có một ai, có một ai. Yeah, yeah. Anh vẫn ok, chấp nhận sự thật em chắc còn nơi này. Lâu hôm qua chén, sorry nên bây giờ anh lại hơi say. Như đã đứng giữa bùn lầy. Anh phải cố vực dậy. No, em đã không có muốn. Đẹp trai quá à... Nhưng mà không ổn rồi. Cái bài hát này nó không ổn. Bố cục bài và cái sắp xếp bài và cái tuyến đi giai điệu nó đều không ổn. Tớ lo cho Atus thôi, nhưng mà nó thực sự là chọn những cái bên nốt và tiến đi melody không ổn lắm. Không nói về nhảy và cái vai sân khấu là Atus làm rất là tốt rồi. Nhưng mà cái bài hát nó đang là vấn đề nan giải trong cái phần biểu diễn này, tớ sẽ không nghe lại luôn. Tránh cái cảm xúc của tớ biết nó bị không ổn lắm. Đầu tiên là nhấn vật phần lớn vào thứ rồi là một chuyện. Thứ hai là nó quay đi quay lại, không. Thứ ba đó là ây à, không ổn một tí nào khi mà pick một cái bài hát này ở trong chung kết nè. Thì và quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Nó thực sự là không đánh giá cao bài hát này, và không phải nói là phần performance này. Về cái concept bài sự xuất hiện của anh Tú và khả năng nhảy cũng như những thứ khác là nó ổn. Nhưng cái bài hát thì nó không, nó dẫn đến một loạt cái cảm xúc không tốt lắm đối với tớ. Làm mọi người thấy tớ không nổi da gà, không wow ú được gì là đấy, nó không ổn, nó vào bất được người tớ luôn. Tớ không thể nào gặng để làm trái với cảm xúc của mình được. Cảm ơn mọi người rất nhiều, không ổn. Rồi, rồi chúng ta đến với phần tiếp theo đi. Ở đây, Naked. Ok.
Đến với Negip rồi, let's go. Tươi cười. Anh trai Negip 2024 say hi. Negip cũng ơn rất là nhiều trong cái cuộc thi rồi. Chương trình này quá hay. Xem chương trình nhiều rồi thì mình cũng rất là ấn tượng với câu ready. Nói của anh em. Anh trai Negip 2024 say hi. Cho nên là ngày hôm nay tới đây rồi cho mình thử nha. Anh trai ready say hi tất cả mọi người. Và ngày hôm nay mình đến đây để hỗ trợ cho Negip. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ phần trình diễn của hai anh em mình nha. Là thấy âm nhạc đặc biệt rồi. Hai đứa đều rất trẻ, rất giỏi. Trà khơi thử chung. Tên giống bài mà trà khơi thử chung cũ mà tớ nghe nhưng mà không phải. Bài mới luôn, Ready Negip. Producer Ready luôn. Wow. Em có biết là sau khi mà em rời đi, Negip rất thích kiểu đọc nha. Nhiều cảm xúc. Baby girl, em bây giờ đang nơi nào? Hãy nói tất cả bí mật, everything's gonna be alright. Chiều lên trên tầng cao, anh thấy một vì sao? Xung quanh như đã bros, khi ta nhìn nhau. Đừng call me for a night, anh đang ghi đến my mind. Đừng không mong các bạn gái, but now you're in my mind. Ngủ trên vai của anh nếu em mơ say. Áo Balenciaga cho em thay. Nói bên ta rằng em chỉ có anh thôi mà. Anh đã biết mình không còn phải cô đơn sau đêm nay. Chết rồi, khi bad boy đã hết rồi. Chẳng muốn say thêm nữa vì anh chỉ muốn ngắm thật gió, baby chết rồi. Và câu chuyện nó sẽ thật là đẹp đấy, nhưng mà em bên cạnh anh đêm hôm qua nhưng mà. Ready. Baby sau ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng. Ngồi một góc vẫn vương thẫn thờ. Hay quá. Hình như đã mang dài khờ. Baby mới vừa hôm qua mà bây giờ em đã đi đâu mất rồi. Một tiếng cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi. Đừng biến anh thành thằng khờ. Wow. Vé chung kết anh chưa kịp đưa mà em đã đi rồi. Vậy mà cũng đòi kêu là nếu anh thắng em cho anh cơ hội. Baby không có em anh thắng thì cũng như thế thôi. Màn đêm lại trôi và anh lại ngồi trong phòng viết từng câu hát. Thấy cho tâm tình vẫn còn chưa kịp trao lần nào à. Phải làm sao để nếm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa. Baby cho anh hãy đi. Tự hỏi vì sao em không nhấc máy mặc cho anh muốn nghe câu trả lời. Mặc cho chim mới gặp tôi mà em đã khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi. Là vì anh đã từng nghĩ là không thể có một ai như thế, có một ai làm trái tim này mãi mê. Là vì anh biết mình có thể tốt hơn cả những lời anh đã nói. Nên để anh chứng minh nó lần này tốt. Vì sao ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng. Ngồi một góc vẫn vương thẫn thờ. Một tiếng cũng không trả lời mà chỉ để lại một vết son môi. Đừng biến anh thành thằng khờ. Mình để anh phải đợi
như vậy đó. Bây giờ anh chỉ có thể viết những cái tâm tư này lên bài nhạc thôi. Anh đâu có dám up story hay là status nữa. Anh nổi tiếng rồi. Có một cái mà chúng ta sẽ nói ngay mà khi mà các bạn ấy chọn R&B trong phần trình diễn ấy, thì thật ra R&B không phải là một cái time gen nhạc mà thể loại nhạc mà mang vào trình diễn được. Lý do là vì nó sẽ khá là đều loop về mặt hòa thanh, nếu có thay đổi chỉ là cái cung bậc hoặc cái note thôi. Nhưng cái phần này đúng là thời trường Grady nghe hát rất là hay. Cái Negip nữa, nói vui nhé, một cái tích cực nhé, nói vui vui nhé. Nếu các bạn sơ sơ cảm giác như là Grady thi Negip hỗ trợ nói vui thôi. Bài này tớ không thấy Negip quá là nổi bật, nhưng bù lại thì cái tổng thể tiết mục nó lại rất là ok. Thường các bạn nghe cái dạng R&B này mà biểu diễn ở sân khấu ấy, thì thường như Bruno Mars thì họ sẽ thêm một cái đoạn breakdown xuống để dance, hoặc là họ sẽ thêm một cái đoạn live instrumental là đánh trực tiếp để nó có cảm xúc hơn. Còn hiện tại mà chỉ có nhảy và cái tempo của R&B ấy, nó khá là đều và nó khá là tình, đâm ra là để mang vào một cái phần chi trình diễn ấy, thì tớ nghĩ là không. Thì đây là cái vấn đề mà tớ thấy được thôi. Bù lại thì về cả tổng thể sản phẩm cũng như là Grady và Negip, okay, Negip là ông ấy thích đọc quá, nhưng mà dễ thương, rất là đáng yêu, vui tính nữa. Nhưng thực sự là nhưng mà công tâm vào nó, nếu mà trên cái vị production thì đây thực sự là không phải là một sản phẩm mà giúp cho Negip tỏa sáng quá, thậm chí là nó chỉ là một sản phẩm trình diễn cũng rất hay, bài hát cũng rất hay, chàng khờ nó rất là ổn nữa. Về phần R&B này thì cũng không có nhiều thứ để nói về mặt trình diễn hòa thanh, là bởi vì đối với khi mà ta biết là có Grady, ta biết là cậu sẽ lên những cái nốt mà cậu thích và những cái nốt cậu nghe rất là sang và tây, và đây là điểm mà tại sao Negip chọn R&B và chọn Grady làm điều chính xác. Mà Grady giọng thì quá mê rồi, quá thích rồi, và hai thanh niên này đều rất trẻ và rất giỏi. Thế nên trong tương lai còn rất là nhiều cái thứ để hướng tới. Bản phối khá là cơ bản, bản chất hay, và nó đẹp và nó khá là slay. Thì đấy những cái em tớ thấy được thôi. Chúng ta cùng chờ bình chọn của mọi người xem sao, và chờ đến tập tiếp theo để xem tất tập 13 với những cái nhân vật tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi production của Virus, và đừng quên bỏ lại một like, comment, biết đâu là các bạn sẽ được xem tiếp một tập tiếp theo luôn. Nhưng tùy thuộc vào mọi người, comment nhiều, like và nhớ chia sẻ video cho Virus nhé. Cảm ơn.